tiến sĩ có thể cho em và mọi người biết được tục thờ tứ bất tử có được không ạ à? và những vị thánh trong tín ngưỡng bất tử của dân tộc ta là những ai tứ xin thưa các bạn tứ là bốn bất tử là mãi mãi Đấy. những cái vị thánh này người ta rõ là vị thánh không bao giờ chết đi được mà sống mãi với dân tộc tôi gọi là thờ tứ bất tử đây là tín ngưỡng của những người mà theo tín ngưỡng của việt nam thì thờ tứ bất tử rồi chứ là tản viên sơn thánh đấy. tức là chúng ta thấy là núi tản đấy ai đã lên trên cái chỗ là đền thờ tản viên núi tản viên thì là chúng ta thấy là gọi là hay là còn gọi mà cái tích khác gọi là sơn tinh thì tại sao này tích thờ Sơn Tinh? Đây là một trong những tứ bất tử Nhưng mà đây là à, thờ vị thần núi Tản Viên Thì tượng trưng cho cái ước mong Chinh phục thiên nhiên Mà chinh phục thiên nhiên là gì? Chủ yếu là chinh phục Cái tự nhiên chứng chiến thắng lũ lụt Ngày xưa thì lũ lụt triển miên Nó dâng lên tất cả các thứ Thì chúng ta ước mơ có vị thần Giống như Phật Tản Viên Tức là nước dâng đến đâu Thì núi lại cao đến đó đấy là thần tản viên và chúng ta lấy một cái sự tích sơn tinh thủy tinh hai cái người coi như một người là núi một người là nước thủy tinh và lấy một sự tích là con vua hùng đấy là rất là xinh đẹp và mỹ nương đấy thì là à, vì có hai anh chàng đến cùng hỏi một lúc thì vua hùng mới ra lệnh hùng vương mới ra lệnh là mai anh nào mang đến Lễ vật voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Và anh nào mang đến lễ vật sớm hơn à, trên cái chỗ à, à, triều đình của vua Hùng đấy thì ta sẽ gả con gái cho. Thế và trong cái cuộc à, à, cưới vợ này, à, chính lễ này thì Sơn Tinh là sáng sớm hôm sau đã có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mang đến chỗ chân núi phong châu để dâng lên vua hồng và như vậy đón được à, mỹ nương Ê, còn anh à, sơn tinh thì đến sau mà vì đến sau cho nên là mỹ nương đã bị đón đi mất rồi mà đến sau thì mỹ nương đón đi mất rồi thì à, anh ta mới tức giận quá vì cho đến muộn cho nên là mới dâng nước lên đuổi đánh sơn tinh nhưng mà cái dâng nước đến đâu dâng nước đến đâu thì núi lại cao đến thế, cho nên là mãi mãi là thủy tinh sẽ bị thua, để đánh mãi không được thì thủy tinh phải rút. đấy là cái ước mơ mà chỉ tưởng tượng của nhân dân ta là sơn tinh sẽ thắng thủy tinh. Để đây là cái tư duy của người xưa thôi. chứ đằng sau câu chuyện này nó cũng nói đến một cái tín ngưỡng là mong được chiến thắng lũ lụt. Thực sự là như vậy Mà muốn chiến thắng lũ lụt thì chỉ cách duy nhất Là Thờ tản viên Sơn Thánh Sơn Thánh tức là Thánh núi tản Đấy. Thì à, à, gọi là Thánh tản viên Và vì phải có Thánh tản viên Cho nên hỗ trợ cho nước cao bao nhiêu Thì là núi cao bao nhiêu Đấy là cái cách nghĩ của người xưa Và muốn vậy thì vua hùng phải thưởng cho con gái là mỹ nương để cho được chiến thắng lũ lụt cái này, ước mơ của người xưa bây giờ người ta vẫn giữ cái tinh thần đó và thờ tản viên sơn thánh đây là tích thôi thì còn bé chúng ta ai cũng thích là đứng về phía sơn tinh về chiến thắng thủy tinh thì cái chuyện ngày xưa mà sự tích mà nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng theo chúng tôi lớn lên và rất nhiều những cái mà tiêu cực trong cái cuộc thi này thì chúng ta sẽ bàn sau ví dụ mục đích của chúng ta là chỉ thờ ông sơn tinh nhưng mà quên rằng nếu như mà không thờ thủy tinh thì rừng với khe suối mà lâu không mưa thì cây cũng chết gạo chết không có nước thì cây cũng chết và chúng ta nên nhớ nếu sâu xa hơn mà chỉ có À, sa mạc không có nước thì sa mạc cũng khô à, chúng ta chỉ cầu một phía tức là chống lũ lụt nhưng mà quên một điều là gì là không có nước thì chả nên cơm cháo gì cho nên là có những vùng người ta vẫn thờ Có như kể cả mẫu thủy thủy ở trong uh, thờ uh, người ta gọi là thoại đấy thì là người ta thờ cả um, là cái việc mà thân biển và nước mới là cái sức mạnh cho nên ngày xưa tạo ra câu chuyện sơn tinh thủy tinh trong đó cũng có nhiều những cái bất cập bây giờ chúng ta phải sát lại về tư duy sơn và thủy như thế nào quan trọng hơn và có cần gì lúc nào cũng phải cho sơn thắng sơn tinh thắng thủy tinh hay không nếu như chúng ta thấy đổi cái đề thi là không phải voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín đồng mau nữa mà chúng ta đổi thành gì tức là tôm chín ngà cua chiến cựa và cá mực chiến hồng mao thì không biết ai đã thắng ai đâu và điểm thi là coi như là và bãi biển sầm sơn chẳng hạn thì thôi rồi không biết anh nào đã thắng anh nào vậy thì ngay từ khi chúng ta thấy là ra đề thi của các quan ta đề thi đã là gì cái ban giám khảo ra đề thi đã là thiên vị thứ nhất ra đề thi ra những thứ chỉ có sơn tinh mới có thủy tinh nế đâu ra và địa, điểm thi đã không không bằng đem về tận núi phong châu còn tại sao không đem thi ra tận biển mép biển mà thi nếu như mà tôm chiến ngà cua chiến cựa và cá mực chiến hồng mao nữa thì thôi rồi là anh thủy tinh và đến để thi tại bãi biển sầm sơn hay đồ sơn hay là bãi biển nọ kia thì chắc không biết anh nào thắng anh nào thua vậy thì trong cái câu chuyện vui đấy à, câu chuyện thần thoại đó sau này chúng ta sẽ phân tích theo một nghĩa khác nhưng ở đây chúng ta thờ tản viên dân tánh tức là chúng ta thờ nói lên ước vọng của nhân dân ta ngày xưa là muốn chiến thắng lũ lụt thôi thế còn chiến thắng ấy thời đó là con người ta sợ lũ lụt lắm cho nên muốn chiến thắng bằng cách đấy thì ta thêu dệt đến câu chuyện như vậy thế còn đúng hay sai thì chúng ta à, sẽ bình xét về sau còn một trường hợp thứ hai nữa là à, phù đồng thiên vương thì cũng là một trong tứ bất tử phù đồng thiên vương theo dệt lên một cái chuyện mà đánh giặc ân tức là khi mà giặc ân nó đến thì tất cả đất nước ta chìm trong không ai có đánh được sự mạnh lắm thì bỗng nhiên có một đứa bé lên ba tuổi lên ba mà không biết nói biết cười nhưng nghe cái tin đi đánh giặc thế là bắt đầu tự nhiên biết đói rồi là gì ăn có như bảy nong cả ba nong cơm tóc độ kia ăn rất là mạnh mẽ và lớn lên lớn lớn lên như thổi và yêu cầu là vua phải rèn cho một con ngựa sắt và rèn cả roi bằng sắt và giáp sắt để đi đánh giặc và sau khi đánh giặc xong mà đánh tan giặc ân thì lại cưỡi ngựa bay về trời Đấy, rồi là vì đang đánh nhau thì cái roi sắt bị gãy thì lại bị nhổ che làm vũ khí để đánh nhau thì trong câu chuyện này nó tích hợp mấy vấn đề như sau tức là khi mà đất tức bị xâm lăng thì rất cần đến bởi vì đứa trẻ đến ba là, trẻ đến ba rồi là giặc đến nhà thì đàn ba trẻ con đều đánh hết như vậy là cái sức trẻ nói lên cái sức trẻ à, mà có thể nghe cái tinh thần à, dân tộc trỗi dậy Ờ, để mà đi đánh giặc cứu nước ấy là cái tinh thần của chúng ta trẻ lên ba cũng bắt đầu đi biết căm thủ đánh giặc trong chúng ta có những cái chuyện kể cả còn bé 15 16 tuổi mà bóp nát của cam để mà căm thù giặc như thế thì đây cũng là gì là trẻ lên ba cũng bắt đầu đi đánh giặc và tượng trưng cho là ông ăn à, bao nhiêu nong cà nong cơm nong muối nọ kia thì diễn là lúc ấy là quân lương các nơi dồn về trong một thời gian ngắn là quân đội chúng ta từ một cái bé à, giống như chúng ta ngày xưa là cái à, à, khi mà thành lập à, à, giải phóng quân à, dưới cái đa tân trào lúc ấy là đại tướng võ nguyên giáp lúc ta chỉ có ba mươi tư ba sáu chiến sĩ ba mươi chiến sĩ chân đất áo nâu lúc bé như một đứa trẻ thôi nhưng mà sau khi bao nhiêu à, vật lực rồi bao nhiêu sự đóng góp cơm gạo của nhân dân rồi bắt đầu tập kết thì lớn mạnh lên như là phu đóng vậy từ một cái tập kết bắt đầu rất bé mà toàn quốc dồn vào lương thực dồn vào thì cái đứa bé lớn lên trước gọi là quân đội chúng ta là một đứa bé là tượng trưng cho một đứa bé thôi lúc đầu là bé như vậy nhưng mà sau này lớn lên rồi là có cái vũ khí chúng ta bằng đồ đồng à bằng đồ sắt bằng các thứ vũ khí nhưng vũ khí đấy cũng không đủ thì chúng ta phải lấy gậy tầm bông Che là biểu hiện những cái thứ mà à, của đất nước chúng ta có bằng mọi phương tiện có thể đánh giặc được à, như vậy thì tượng trưng cho cái tinh thần yêu nước trẻ già đều ra già thì có đem cơm gạo đó kia để à, cho quân ăn nuôi quân và khi có rồi thì lớn lên à, vươn vai một cái lớn bổng lên một cái và cưỡi ngương lựa sắt ra trận và điều này chúng ta thấy tuy nó là thần thoại nhưng nói đến cái tinh thần chiến đấu là gì? Là dùng mọi cái chúng ta có để đánh nhau. Khi chiến thắng rồi thì gì? Là cưỡi ngựa bay về trời. Thì chúng ta đấy một cái cưỡi ngựa bay về trời thì chúng ta hiện nay là chúng ta có đền đến đền, đền gióng mà lễ hội thờ đền gióng chứ không ai nghĩ rằng là mồ mả của ông gióng đâu. Bởi vì ông đã bay về trời thì làm gì có xác nữa. Nhưng đây là câu chuyện thần thoại Trong thực tế cũng không thể có được Một người tự nhiên cưỡi bay về trời Kẻ ngựa, cả giáp như vậy Bởi vì sao? Thường những người chết oanh liệt Vì dân, vì nước Người ta gọi là thôi về trời Thế là bây giờ hoặc nói vui rồi là, Ôi ta cho mà về trầu trời Vậy thì cái việc về trời Là chỉ một cái nghĩa đen Nghĩa bóng Nghĩa đen là đã chết Nhưng nghĩa bóng là gì? Là vinh thăng được thăng lên về cái cõi trên là cõi trời, thì những người mà đã vì dân vì nước chiến đấu xong, thì dù có xác à, của họ không còn nữa, nhưng mà tinh thần, trí tuệ à tinh thần cũng như công đức họ là đến bay về trời ở một đón nhận, kiếp sống sau ở một cảnh giới khác, tức là thiên vương, tức là tướng nhà trời, à, coi như là 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 chúng ta thấy là kết tinh thành một cái hình tượng hình tượng này là ngài bay về trời cũng giống như chúng ta nói là vì chầu trời đây là sự hy sinh mà chúng tôi ở đây làm 25 năm tìm mộ liệt sĩ thì tất cả những liệt sĩ hy sinh vì dân vì nước cũng như là tượng trưng cho một vị thánh gióng vậy tức là cái xác thân nhiều liệt sĩ không còn nữa mà cái linh hồn của các liệt sĩ sẽ được gì Là chúng ta cầu nguyện cho linh hồn bay về trời cho nên bác Giáp lúc ấy còn sinh thời bác cho một câu là cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã gì? Đã cầu siêu cho hương hồn các liệt sĩ. À vậy thì chủ yếu của chúng ta cái xác thân có hy sinh có thể tìm được hài cốt của chiến sĩ này chiến sĩ khác. Nhưng có những liệt sĩ hiện nay còn khoảng 500 000 uh, liệt sĩ thì làm sao tìm được nhưng mà xác thân ấy, à, về trở về thành à, biến thành tất cả cây cỏ cây hoa lá rồi rừng cọ đồi chè tất cả là cánh đồng lúa tất cả cái giang sơn gấm bóc việt nam thì khi hy sinh những cái xương cốt của các liệt sĩ đã biến hóa thành những tất cả những cái cảnh vật êm đẹp thanh bình của đất nước còn linh hồn các liệt sĩ thì bay về trời như thánh gióng vậy vì thánh gióng là một cái hình tượng tượng trưng cho sự hy sinh vì dân tộc À, à, cho tuổi trẻ đã đành nhưng mà sự lớn mạnh hy sinh vì dân tộc và khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì cái xác không cần thiết nữa cái xác là sẽ trở về cỏ cây hoa lá với đất trời còn linh hồn sẽ trở về với đất à, còn linh hồn sẽ trở về à, với trời gọi là bay về trời nó là như vậy thì đây là một cái hình tượng à, rất là bay bổng mà nó mang cái tính huyền thoại nhưng nó cũng là tượng trưng cho một tinh thần bất khuất à, tinh thần yêu nước và à, có một cái ý nghĩa rất nhân văn à, cho con người biết ơn những cái người đã hy sinh vì đất nước của chúng ta đấy gọi là à, phù đồng thiên vương còn một người nữa là cái gọi là trừ đồng tử cái trừ đồng tử này thì chúng ta được biết là trừ đồng tử ấy, thì người ta còn có cái tượng trưng đền thờ trừ đồng tử gọi là cái sự tích là là lấy được vũ hùng ấy trừ động tử tiên dung thì à, là nói cái sự tích mà từ một cái người mà ở đây chúng ta thấy người con hiếu nghĩa rồi à, vì cái tình yêu mà cái hôn nhân và sự lớn mạnh từ cái tình yêu đối với một cái người mà có khi chỉ là à, đi mò tôm mò cá ở ven sông rất nghèo khổ thậm chí cả hai cha con mới có một cái khố thôi mà khi thấy một cái, cái thuyền À, của à, công chúa đi trên sông thì anh ta mới à, nấp ở bên cát để mà tránh vì không có quần áo gì cả để tránh. Thì cuối cùng là gì không 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 ngờ là công chúa với quây à, màn ở trên bờ sông để tắm thì tắm một cái thì nó lại dội nước thì nó lại chật cái mình ông ra thì coi như trong một cái, cái khung cảnh như vậy thì nó thêu dệt câu chuyện là giống như duyên trời vậy trời định là khi công chúa là nhìn thấy cái xác thân của một cơ thể như vậy thì không phân biệt vì tình yêu mà nó không phân biệt là hoàn cảnh xã hội mình là công chúa mà anh này thì anh là cái anh chỉ mò tôm cá trên sông mà cái tình yêu của họ là đến với nhau thì thậm chí là là cái lúc ấy là vô cùng cũng không đồng ý mà nhưng mà từ cái tình yêu đó mà xây dựng À, nên một cái sự nghiệp rất là lớn lao cho dân cho nước thì đây là hình ảnh à, bây giờ đền thờ trừ đồng tử ven sông hồng vẫn có để nói lên cái tình yêu à, vĩ đại à, không phân biệt tình yêu không có à, giai cấp không phân biệt tầng lớp à, chính trị và nói lên cái ngày xưa người ta nói đến sự hiếu nghĩa trong hôn nhân à, à, nghèo khó như vậy nhưng người ta vẫn làm những điều rất là thiêng liêng và từ cái việc đó thì cuộc sống của trừ Đông Tử sau này ấy, trừ Đông Tử à, xây dựng một cơ nghiệp sự nghiệp rất là lớn mạnh và lúc ấy thì vua cha vua à, vua hùng bắt đầu mới thấy được là cái sự bản lĩnh và suy thường của trừ Đông Tử thậm chí là còn có những à, pháp thuật cao cường thì lúc đấy chúng ta thấy đây là một, một vị mà à, trừ Đông Tử là thờ là vị đấy là một trong vị thánh tứ bất tử còn một vị nữa gọi là công chúa liễu hạnh đấy, hay là người ta gọi là mẫu thượng thượng thiên ấy, mẫu uh, uh, liễu hạnh đấy, thì đây là một vị uh, vị thánh mà tượng trưng cho cái cuộc sống uh, và tinh thần đức hạnh uh, trí tuệ của nhân dân ta. thì ở đây trong cái bốn cái tứ bất tử này thì có ba người gọi là thần uh, thiên thần nhưng mà uh, có một người uh, thì là nhân thần. Nếu ba người kia thì nó mang cái tính thần thoại. Còn nếu hạnh ở đây thì tượng trưng uh, được gắn bó thì mẫu thượng thiên để nào là uh, mẫu nữ hạnh vân vân thì tượng trưng riêng một người là nhân thần. Còn cái kia là thiên thần thì đấy là gọi là tứ bất tử. Thì uh, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những lễ hội về thờ Tứ Bất Tử Thì để đi sâu vào các từng cái vị trong Tứ Bất Tử Tôi nghĩ rằng có một hôm nào đó Chúng ta sẽ có một hội thảo riêng Về tính khoa học là một Về tính thần thoại Và cái tính nhân văn trong Tứ Bất Tử Và có thể chúng ta phải suy xét Bốn Tứ Bất Tử này trên một tinh thần khác Người xưa người ta thờ Tứ Bất Tử trên tinh thần đó Bây giờ chúng ta cũng không thuần túy chỉ nghĩ với tinh thần đó Mà trên đó chúng ta đồng ghép Những ý nghĩa nhân văn hơn Những cái mà nó trắng sáng hơn Nó khoa học hơn vào cái sự thờ tứ bất tử Cũng từ truyền thống của chúng ta ngày xưa Cảm ơn bạn